Và xin kính chào quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với giải Phú Sa HD Bank vô địch quốc gia năm 2024. Đây là vòng thi đấu thứ 12 của giải đấu. Đây là nhà thi đấu của trường cao đẳng sư phạm Trung ương Nha Trang. Ngày hôm nay chúng ta có cuộc đối đầu giữa cao thủ chủ nhà Savinet Khánh Hòa và cao thủ Luxury Hạ Long. Tân Hiệp Hưng cũng như cao thủ Hà Nội dứt điểm, không thể chiến thắng được thủ thành Hữu Phúc, chưa thể tung ra cú dứt điểm tới từ các cầu thủ áo xanh. Và ra trận là rất căng. Văn Thành, cú ra trận rất căng của Văn Thành, bóng đi chạy cột dọc. Thêm một tình huống dứt điểm nữa, không có bàn thắng dành cho Savinet Khánh Hòa. Và dứt điểm đầu tiên thuộc về Trần Văn Thành và tình huống đá bồi là của Minh Tuấn. Các chị một lần nữa cùng xem lại pha bóng này. Thêm một tình huống dứt điểm, không có bàn thắng dành cho Savinet Khánh Hòa. Tình huống dứt điểm rất căng tới từ Phan Khắc Chí, vẫn chưa có bàn thắng dành cho Savinet Khánh Hòa. Tình huống thoát pressing khá hay tới từ phía cầu thủ Luxury Hạ Long. Và xử lý khá tốt. Đây là tình huống lấy bóng cơ dành cho cầu thủ Luxury Hạ Long. Dứt điểm. Không có bàn thắng dành cho Luxury Hạ Long ở pha bóng vừa rồi. Một tình huống chuyển đổi trạng thái khá hay tới từ phía các cầu thủ của đội khách ở trong trận đấu này. Người vừa tung ra cú dứt điểm cuối cùng đó là vị trí của Bình An. Và dứt điểm kỹ thuật, bóng lại đi lên trời. Không có lối, được chuyền cơ hội dành cho các thủ Savinet. Được chuyền, không thể chiến thắng được thủ thành Quốc Duy ở pha bóng cuối cùng. Tình huống đưa bóng vào rất nguy hiểm. Đó là lời đáp trả tới từ cao thủ Luxury Hạ Long. Và người tới từ Thạch Sơn dứt điểm. Đó vẫn còn tới, không được. Và ra trận cuối cùng thuộc về Pinang Thái An. Trước đó là tình huống vè bóng và dứt điểm tốt của số 14 bên phía các cầu thủ Savinet Khánh Hòa. Và dứt điểm của Thành Sơn, bóng đã trúng lưng một cầu thủ của Luxury Hạ Long. Đường chuyền của Khắc Chí, Văn Thành dứt điểm ngay. Vẫn là Thành Sơn. Đường chuyền vào. Cơ hội, khoảng trống. Cột hai, dứt điểm kỹ thuật không thành. Và dứt điểm kỹ thuật tới từ Thành Sơn, bóng đã không vượt qua được thủ thành bên phía các cầu thủ Luxury Hạ Long. Rõ ràng thì các thủ Savinet Khánh Hòa đang rất cần một trận thắng ở thời điểm hiện tại và họ sẽ làm tất cả những gì có thể. Đưa bóng vào, cơ hội dứt điểm ngay, bóng vẫn còn. Và tình huống dứt điểm thành bàn tới từ vị trí của Bảo Phúc. Tăng tốc rất nhanh ở trong hiệp thi đấu thứ hai này tới từ phía các thủ Savinet Khánh Hòa. 1-0 được mở cho đội chủ nhà rất sớm ở trong hiệp thi đấu thứ hai. Như đã nói thì cao thủ Savinet Khánh Hòa kiểm soát bóng nhiều hơn ở trong hiệp 1, dứt điểm nhiều hơn, tuy nhiên chưa có bàn thắng. Vừa rồi thì Bảo Phúc đã có được bàn thắng dành cho cao thủ Savinet Khánh Hòa. Sau tình huống tấn công biên, người có đường đưa bóng vào đó là vị trí của Khắc Chí. Cú dứt điểm của Minh Tuấn, bóng đã đập một cầu thủ áo xanh, bóng đến chân của Bảo Phúc. Và cú dứt điểm cuối cùng tới từ số 8 của cao thủ Savinet Khánh Hòa là chính xác. Và chuyền bóng tới từ Bảo Phúc, dứt điểm tới từ Phan Khắc Chí. Hướng xử lý tới từ vị trí của Hoàng Sơn. Mất bóng, lên bóng dành cho Savinet Khánh Hòa. Đáy biên, Minh Tuấn đá ngay dành cho đội chủ nhà. Đường chuyền của Thành Sơn, dứt điểm ngay, bóng vừa đập vào xà ngang. Tình huống phối hợp quen thuộc tới từ Thành Sơn cùng với Phan Khắc Chí. Cú dứt điểm rất căng, bóng đã đập xà và đổi hướng. Minh Tuấn, Đức Thịnh. Đường chuyền của Đức Thịnh, không có bàn thắng dành cho Minh Tuấn ở pha bóng vừa rồi. Và phòng ngự tốt tới từ thủ thành Quốc Duy. Tình huống phá bóng bằng chân của Quốc Duy ở pha bóng di chuyển ngược. Khắc Chí. Đường chuyền lên của Khắc Chí, Thái An đưa bóng vào. Khắc Chí, Thành Sơn, khá hay, cơ hội, Văn Thành.
Và dứt điểm của Văn Thanh vẫn chưa thể vượt qua được thủ thành Quốc Duy. Thêm một tình huống cứu thua bằng chân nữa tới từ Quốc Duy ở pha bóng vừa rồi. Văn Thanh dứt điểm. Và dứt điểm bóng đi sệt với cột dọc. Trận đấu đang bắt đầu nóng lên trong những phút thi đấu vừa qua và có vẻ hai đội đang đều muốn tăng tốc. Mất bóng sẽ là nguy hiểm. Ba đánh ba cơ. Vẫn là các cầu thủ của Sabadell Khánh Hòa. Đây là phản công dành cho các cầu thủ Lắc Sơn Hạ Long. Chân trái không được. Liên tục là ăn miếng trả miếng ở những tình huống tấn công vừa rồi. Và dứt điểm của Minh Tuấn là hơi lành ở tình huống trước đó. Qua người thành công, cơ hội được chuyền vào. Dứt điểm. Chưa có bàn thắng dành cho Thái An ở trong trận đấu ngày hôm nay. Và phối hợp bóng đưa vào trung lộ ở khu vực mép vòng 6m. Cú dứt điểm được đưa ra, tuy nhiên đó vẫn là một tình huống dứt điểm bóng đi cao. Tình huống xử lý tới từ vị trí của Minh Tú. Minh Tuấn, Thành Sơn dứt điểm ngay. Và ra chân tới từ Bảo Phúc. Một chút siêu nữa thôi thì đã có được cú đúp dành cho số 8 của các thủ Sabadell Khánh Hòa. Một lần nữa thì thủ thành bên phía các thủ ở Lắc Sơn Hạ Long đó là Quốc Duy đã chơi tốt. Sabadell Khánh Hòa sẽ có thêm một quả phạt góc bên hành lang bên trái. Một lần nữa chúng ta sẽ cùng xem lại pha ra chân của Bảo Phúc. Và xử lý tới từ vị trí của Thanh Vũ. Đường truyền của Thành Sơn, cơ hội dành cho Minh Tuấn. Vẫn là Minh Tuấn. Đá ngay. Và dứt điểm của Khắc Chí. Bóng đã đập cột và đi ra ngoài. Tình huống tấn công hay tới từ phía các thủ Sabadell Khánh Hòa những phút thi đấu vừa qua. Một pha hút bóng tới từ vị trí của Minh Tuấn. Văn Thành. Vẫn là Văn Thành. Khắc Chí dứt điểm ngay. Hữu Phúc. Thái An dứt điểm ngay tới từ Thái An. Bóng đi khá căng, tuy nhiên lại đi ra sau lưới. Thành Sơn mất bóng nguy hiểm. Dứt điểm, đó là thắng dành cho các cầu thủ Lắc Sơn Hạ Long. Tình huống chơi lưới tới từ Thành Sơn ở pha bóng vừa rồi. Đường chuyền gần như một đường kiến tạo dành cho cầu thủ đối phương. Các cầu thủ Lắc Sơn Hạ Long có được bàn thắng ở phút thi đấu giây cuối.